Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà dân khớp tố như. Chẳng biết 300 năm lẻ nữa, người đời ai khóc tố như chăng? Đã hơn 200 năm trôi qua, lời thơ của đại thi hào Nguyễn Du vẫn vang vọng trong lòng bao lớp người hậu thế. Kiệt tác truyện Kiều của ông vẫn sống mãi với thời gian, trở thành tài sản văn học chung của nhân loại, được dịch ra hơn 30 thứ tiếng. Rất nhiều sản phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ truyện Kiều đã được người đời sau thực hiện, trong đó có việc đưa tác phẩm này vào dòng nhạc giao hưởng thính phòng. Mỗi người có cách cảm nhận kiệt tác truyện Kiều ở một góc độ khác nhau. Và với nhạc sĩ Đỗ Kiên Cường, mỗi khi đọc một đoạn trích trong Kiều, đầu anh lại vang lên những giai điệu. Từ đó, đêm nhạc những khoảnh khắc truyện Kiều được ra đời. Và khi âm thanh vang lên thì mình phải chụp ngay cái khoảnh khắc đó và mã hóa nó xuống thành bản nhạc. Mới đầu thì là mình mã hóa xuống và mình thử trên đàn một mình. Thế xong thấy cũng được, thế xong mới mời các bạn bè. Sau đó tới hình thành thành những tác phẩm. Thế và cái cách cảm nhận của Cường với truyện Kiều đó là âm thanh. Đọc ngôn ngữ một khoảnh khắc như thế, nhưng sau đó nó là những cái nguồn âm thanh cao thấp khác nhau. Buổi trình diễn được chia thành 4 chương. Bằng âm nhạc, những bước ngoặt chìm nổi trong cuộc đời nàng Kiều được nêu bật. Khoảnh khắc 1 mang tên Sầu Đông. Khoảnh khắc 2 Đài Tháp Trời Cao. Khoảnh khắc 3 Tung Hoành. Và cuối cùng là Khổ Tận Cam Lai. Xen kẽ phần âm nhạc là những câu thơ trích trong tác phẩm truyện Kiều, càng làm người nghe thấm thía từ ngôn ngữ đến giai điệu. Tôi là người mà yêu thích nhạc cổ điển. Nhưng mà rất ít khi được nghe những cái nhạc sĩ đương đại của Việt Nam sáng tác theo cái dòng nhạc đương đại kiểu như thế này. Và tôi thấy rằng là nhạc sĩ Đỗ Kiên Cường đã kết hợp được rất hay cái nét nhạc của thế giới với lại cái văn hóa cổ điển của nước ta. Tất cả các chương tôi đều thấy thú vị cả. Tức là nó đều có những cái nét rất là đặc biệt và nó làm cho người nghe rất là ấn tượng. Điều thu hút tôi đến với chương trình của nhạc sĩ Đỗ Kiên Cường ngày hôm nay chính là một sự mới mẻ trong âm nhạc của anh ấy, sự kết hợp giữa nhạc cụ phương Tây cổ điển cùng với âm nhạc của Á Đông, cụ thể đây là âm nhạc Việt Nam đậm chất dân gian và các nhạc cụ của Việt Nam mà tiêu biểu là đàn tranh, đã tạo nên một cái âm nhạc rất là mới mẻ. Và thật sự là những cái giai điệu này nó rất là khác với những cái giai điệu thường mà tôi hay thường nghe, có bộ kèn, bộ gõ, bộ dây, thì nó tạo ra một cái sự phong phú cả về chất liệu âm nhạc mà cả về tiết tấu. Đêm nhạc, những khoảnh khắc truyện Kiều khép lại bằng dư âm khó quên. Người nghe có thể thấu hiểu tác giả tác phẩm chỉ bằng giai điệu mà không cần lời nhạc. Một lần nữa, tác phẩm truyện Kiều lại vang lên trong lòng công chúng theo một cách rất riêng.